kéo đi chứ mất chỉ có bò mà nó kéo đi mất công sự quá đau khổ chị chạy với lại mình chọn cái bữa nữa nên cái lại em thì thế anh em lần rồi không đi bỏ qua một cơ hội nào anh hiện anh chị rảnh thì chạy không rảnh thì thôi chứ có phải là đang bận chị đi chăm lại chị phí của nhìn thấy nó đang đen thì nó sáng hơn tí đây. Em là đang nhìn thấy nó đen thì nó sáng hơn tí đen đấy hả? Em như này có sáng không? Đây trống lên sáng cho nha thì sáng. Biết sao rửa đâu em thì như là bình thường nữa cho nha không gian nha nhìn thoáng. Có đen 50 tí nữa và có đen 50 tí nữa sáng thì thì tất nhiên rồi. Mới ngủ dây 5 năm rồi. Ngày đến đi mà con gái Việt Nam mới thường hợp tóc đen vì phải Việt Nam mua gì gái hắn tên bính